1.000, trồng trước nó chỉ có hơn 2.000. Ở cái khu, chúng ta nhìn cái cổng cũ ngày xưa là trông con nhỏ, trông con đấy được khoảng gần 300 mét. Cái sân bên cổng mới này, trông con mới đổi năm ngoái, mới hoàn thành xong là hết 2 tỷ là gần 300 mét. Với đằng bên đằng phía đông này nữa, trông con cũng đổi được mấy trăm mét vuông ở đây nữa để cho cái diện tích của giáo họ được thêm. Chúng con cũng cố gắng gọi là thắt lưng buộc bụng mọi cái để mở rộng khuôn viên trước. Chúng con cũng mong ước là một vài năm tới nữa Đức Cha về cắt băng khánh thành cho chúng con cái ngôi nhà trung tâm phục vụ, chúng con sẽ xây bên ao bên này. Đang dự tính vậy nhưng mà không giờ đấy còn khó khăn. Rồi số giáo dân chúng con, tổng số giáo dân là 178, và ở nhà thì có 148. Đi làm ăn ở trong khu phía Nam Hà Nội cũng như đi lao động nước ngoài là 30. Rồi tổng số gia đình trong toàn giáo họ là 56. Và trong những số rước lễ lần đầu năm ngoái chúng con có 6. Thêm sức năm ngoái chúng với Đức Cha về giáo xứ, rồi cũng như chúng con gửi thêm sang Bồ Ngọc một em nữa để được 6 em. Và tổng thiếu nhi thánh thể về nhà xứ đi lễ cũng thưa Đức Cha là buổi đực buổi cái, cũng do là gia đình thì chúng con cũng được khoảng 40. Về nhà xứ vừa học giáo lý và đi lễ vào mùa hè là 4 giờ chiều Chủ nhật. Rồi số học sinh cấp 1 là 22, cấp 2 là 18 và cấp 3 là 10. Đại học chúng con có 4. Rồi giáo lý viên thì chúng con có chưa có. Rồi các hội đoàn thì chúng con có 4 hội đoàn, đó là hội đoàn Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh, hội trống, ban ca đoàn cũng như hội gia trưởng, đó là chúng con giáo họ chúng con có. Rồi nhà thờ thì chúng con có 1 thôi, còn nhà giáo lý rồi trung tâm phục vụ thì chúng con vẫn còn sinh hoạt tại cái đầu nhà thờ từ thời cha cố Đăng Minh Phạm Quang Trung xây dựng này, và chúng con sinh hoạt ở cái tầng hầm của đầu thờ. Đấy là chúng con có đôi lời sơ lược về giáo họ để chúng xin Đức Cha có đôi lời ngỏ lời với cộng đoàn giáo họ chúng con. Vâng, xin có tràng pháo tay để cảm ơn cha xứ đã báo cáo tình hình của giáo họ. 178, ở nhà là 148. Thế thì 4, 16, 4 thuộc em học giáo lý là đúng rồi. Thế nhưng mà cha xứ vừa nói là buổi được buổi cái thì hơi buồn. Đấy, cha ở gần xứ đây thôi, ở xứ Năm Lỗ nha. Năm Lỗ, các cháu nó ở có chỗ, ví dụ như là cái họ Tăng, họ Bùi, họ Cốc ấy, đạo giáo phạm, nó cách nhà xứ khoảng độ 7-8 km. Hoặc là cái họ Khuốc ấy, nó cách khoảng 5 km. Mà tuần nào các cháu đến học đều, tuần nào đến học đều. Nó đạp xe đi nhá, đạp xe đạp đi con à. Đấy, khi mà con ở bên Cao Xá thì cũng vậy, các cháu ở giáo họ bên Canh Hoạch và Hoàng Xá, nó cách nhà xứ khoảng chục cây số, mà tuần nào nó cũng đạp xe nó đi. Có thì bố mẹ chở đi, nhưng mà cũng một số các em nó tự nó đi, và cũng rất là lo sợ vì cái an toàn của các cháu. Nhưng được cái 3 năm con ở Cao Xá, các cháu nó đi như vậy mà không cháu nào bị tai nạn hay cái gì cả. Hiện tại thì có một cháu đang học đại học y năm cuối rồi, mà hàng tuần cháu vẫn về để dạy giáo lý ở nhà sư Cao Xá. Cháu nó ở họ Hoàng Xá, cách nhà sư 7 km. Và khi cháu nó học ở Hưng Yên, học cấp 3 Hưng Yên, học trường chuyên Hưng Yên, thì vẫn cứ về sinh hoạt, không cho về, những bố mẹ khiếp, sợ là cháu nó đi nó gặp vấn đề này vấn đề khác về. Nhưng mà cháu nó vẫn cứ về sinh hoạt đều ở giáo sư Cao Xá. Và khi học đại học thì cứ có lên lớn. Cháu học ở Hải Phòng, đại học y Hải Phòng, nhưng mà hàng tuần vẫn cứ về sinh hoạt giáo lý. Rất là tốt. Chúng con cố gắng nhé, cố gắng. Nếu không có thì nói với lại cha xứ, trong bố mẹ thuê lấy cái xe 40 em cơ mà, nhưng nữa mà xứ mình lại còn có các sơ nữa cơ, sơ dòng phao lô hoạt động là cực kỳ tích cực ấy. Ê, lại không đi học nữa thì chẳng chết đi được. Về giáo lý vấn đề sống còn con ạ, giáo lý, nếu nhà thờ này có nhà thờ, có nhà giáo lý, có nhà mục vụ,
Nhưng nếu không có người học giáo lý, vì đi đạo phải biết mà, đi đạo phải biết mình tin vào đấng nào, chứ chúng ta không cà cà không biết là tin vào ai, cũng chẳng biết mình đi đạo làm gì. Lát nữa trong thánh lễ cha sẽ hỏi các con. Ai sẽ có. Thế đây là đa số là bên phú giáo sang đúng không? Toàn vui đấy hả? Được vậy là quý lắm nhỉ. Đấy. Còn sau này nếu xây nhà giáo lý 40 em nó có khó thế này này. Mình không có người dạy. Có nhà giáo lý, khi nó về, các em về nhà xứ thì nói lên cái sự liên kết giữa họ lẻ và nhà xứ. Đấy, mặc dù ở xứ có lễ, ở ngay chỗ canh hoạch với hoàng xá, tuần nào cũng có lễ, nhưng con lễ cho lễ chiều thứ bảy, các cháu phục vụ lễ xong hôm sau là về nhà xứ. Rồi cả cái họ cha biết là bên cao xá, cái họ Đại Duy, rồi cách cái họ Đại Duy đó phỏng độ 2 cây số có một gia đình anh Tân Tòng, chị là người ở Hà Tây, lấy chồng về đấy, lấy chồng về cách cái họ Đại Duy 2 km. Nhưng hàng tuần bố mẹ là Tân Tòng ấy, bà vợ bà nhờ ông chồng chở 3 đứa con của mình đi học giáo lý tại nhà xứ cao xá. Bây giờ các cháu nó vẫn sinh hoạt tốt lắm, nên chúng con cố gắng nhé, rủ nhau đi đạp xe từ đây đi đuổi dài, mà lại mặc áo thế này xong lại đi xe đạp và sang bên nhà xứ. Đi nhà xứ bao nhiêu cây cha? Có 3 cây thôi, không xa mấy, là đi vẫn ngon. Chúng ta đi đến để sinh hoạt, để học hỏi giáo lý, rồi biết về Chúa, sống đạo, học về nhân bản, vân vân. Thế thì con xin hỏi cha là trong số 56 hộ này thì có bao nhiêu hộ nghèo hả cha? Hay là cha không nắm được thì ông trùm nắm à? Không, cha xứ phải nắm. Con nghĩ là cha xứ phải nắm bao nhiêu hộ nghèo, cha xứ phải nắm. Vâng. Đấy. Ông trùm cứ nói đến bao nhiêu hộ cha nghèo. Thì chúng con có 3 hộ nghèo. Có 3 hộ nghèo thôi? Dạ. Ôi giỏi nhê. Có 3 hộ nghèo. Thế còn bao nhiêu hộ cận nghèo? Cận nghèo thì không có. Không có cận nghèo, chỉ 3 hộ nghèo thôi. Vâng. Đấy. Thế có một ông đang bị bệnh kia đúng không? Dạ. Có mấy ông? Chúng con thì báo cáo đi cha thì có 2 người bệnh nặng. Bệnh nặng? Vâng. Thì phải ngồi xe lăn. Một người ngồi xe lăn, một người đi bằng xe lăn, đi nhờ xe lăn. Đi nhờ xe lăn, và một người ngồi xe lăn. Dạ vâng. Thế thì tôi xin có chút quà tặng cho ông xe lăn với bà xe, ông xe lăn luôn đấy. Dạ vâng. Đó là, vâng. Dạ. Đó là chút quà thôi. Thì đó là ông cụ Già Cách đây và ông Quòm. Dạ vâng. Dạ vâng. Thì con nhờ cha xứ chuyển giúp con cái, chẳng có nhiều đâu. Dạ vâng. Một chút tôi gọi cho là để mà để giúp các, tặng các vị nhân dịp về đây. Dạ vâng. Thế rồi hộ độc thân thì có không? Có, chúng con trong số 56 hộ gia đình thì có 7 hộ độc thân. 7 hộ độc thân, chỉ vâng. có... Chỉ có một mình, một người. Một vâng. người thôi. Dạ. À thế, thế là độc thân nhưng mà cận nghèo, hộ nghèo mà chỉ có 3 người là 3 nhà nghèo là tốt lắm rồi. Dạ. Thế trong giáo họ này có tình trạng hôn phối mà nó chưa được hợp thức hóa hay là chưa có được hợp pháp không? Có dạ. hôn phối nào mà... Dạ, thưa Đức Cha thì chúng con thì cũng có 3... trường hợp rối hôn phối. Rối hôn phối. Dạ vâng. Thì tức là đã ly dị ấy. Ly dị, dạ vâng. À, họ có sinh hoạt trong giáo xứ không? Thì cũng vẫn sinh hoạt nhưng mà nói chung nó cũng không được nhiệt tình lắm. Mình cũng có cái mặc cảm. Dạ vâng. Bây giờ mình phải giúp họ xóa cái mặc cảm đó. Dạ vâng. Bởi vì nó cũng có nhiều lý do. Tất nhiên là mình không chấp nhận việc ly dị. Dạ. Nhưng mà vẫn mời họ tham gia dạ. vào các công việc đạo đức. Để Chúa thương thu xếp cho họ dạ. Chứ mình không loại trừ người đó dạ. Không loại trừ. Anh chị em nhớ nhé, không loại trừ những người đó. Vẫn mời gọi họ ấy đến nhà thờ tham dự thánh lễ dạ. Thế còn là họ có được đọc sách thánh hay không ấy, thì chú phải xem lại giáo luật. Và tuần này thì chúng tôi sẽ tĩnh tâm và sẽ dạ. bàn luận với nhau về vấn đề đấy dạ. Còn đi lễ đi thờ đọc kinh vẫn cứ đi lễ đi thờ đọc kinh. Và tùy từng trường hợp, có những trường hợp mà có thể
cho họ ấy xưng tội rước lễ một năm một lần có thể. Nó tùy, cái đấy do cha xứ xem xét từng trường hợp một, chứ không có cái luật chung, bởi vì mỗi một người nó có những hoàn cảnh khác nhau. Rồi thế buổi tối thường đọc kinh thì được bao nhiêu người? Dạ thưa Đức Cha, thì chúng con nói chung thì cũng được tối nào nhiều thì được 50, và tối nào ít thì được tầm 40 người. 40 người và, trong và số thì trong một tuần thì chúng con có hai thánh lễ rồi, thì một thánh lễ tối thứ ba và tối thứ bảy. À thì tối thứ bảy thì nói chung là hầu như là 100% chúng 100%. Con như thế. Còn tối thứ ba thì cũng hạn chế được khoảng già một nửa. Già một nửa vậy cũng được rồi. Tối thứ bảy mà được 100% thì đóng cửa nhà xong là nhờ bên lương qua nhà hộ là tốt rồi đấy. Có nhờ bên tôn giáo bạn qua nhà hộ hay là đây nó không có trộm cắp rồi cứ để nhà cửa vậy cứ đi thoải mái. Nếu vậy thì là cái vấn đề an ninh đây là tốt đấy. Đi lễ 100% là tốt lắm. Người tôn giáo bạn. À tôn giáo bạn đi dâng hoa. Vâng. Hôm nay ở đây ạ. Vâng. À có. Đâu em nào? Đây. Cũng đeo khăn đàng hoàng đấy ạ. À đấy, đeo khăn đàng hoàng. Vậy thì chàng có phần thưởng cho con đấy. À, à vâng. Mà cho xứ. À đây. Chút cho con nhé. Để mà học tập ngay nhé. Rồi tốt lắm. Rồi cảm ơn con. Đấy. Suốt một hoa cũng vất vả tập luyện thằng giáo xứ rồi giáo họ phục vụ đến giờ này. Vâng. Vâng. Trước khi là Kitô hữu thì mình là bạn hữu với nhau ngay nhé. Ở cao xá cũng nhiều bạn bên lương đi học giáo lý lắm chạ. Cứ mấy cái bạn học với nhau là cứ rủ nhau đi. Ngày chủ nhật đi học giáo lý cả bên lương. Đấy, xong nó hỏi các câu hỏi về, bởi vì cao xá thì con nay trăng những cái khẩu hiệu lời Chúa. Thế nó có hỏi mấy cái bạn công giáo. Và giáo Cát Nghĩa nó bảo sao mày giỏi thế? Bảo tao đi học giáo lý tao giỏi vậy đấy. Bảo cho tao đi học với, bảo đi học. Học nhưng mà cái cháu nó muốn đi đạo mà bố mẹ không cho. Bởi vì bố mẹ sợ là đi đạo thì không xin được việc để vào đại học nó khó khăn vân vân. Nhưng mà bây giờ thì nó khác rồi. Rồi. Thế những người mà xưng tội rước lễ thường xuyên này có được 100% không? Dạ thưa Đức Cha, thì chỉ được già nửa thôi ạ. Già nửa thôi? Dạ vâng. Còn một nửa là không xưng tội rước lễ? Dạ vâng. Ôi dồi. Năm một lần. Nhớ là năm ít là một lần. Nên bố cứ làm một khoản ít. Vâng. Một năm ít là một lần thì ít quá. Mà thực ra là cái vấn đề xưng tội rước lễ thì giờ nó có khó khăn gì đâu đúng không? Cha xứ có đây rồi. Ngày xưa thì ít cha, một năm cha về lần hay vài năm mới về lần. Bây giờ một tuần hai lễ cơ mà. Đấy là quý giá lắm. Một họ lẻ một tuần có hai lễ là quý hóa lắm. Rồi. Thế thì chắc có người ít đến nhà thờ đấy nhỉ? Dạ thưa cha thì cũng có. Thì cũng có thu thờ với cha thì cũng có hai gia đình. Thì một gia đình thì cũng tuyên bố là bỏ đạo. Ôi dạ. Còn một gia đình thì cũng không đi lễ đi thờ bao giờ cả. À. Thì cũng chưa nói là đi bỏ nhưng mà cũng không thấy đi lễ đi thờ. Vâng. Thì cái người bỏ thì có lý do gì không? Bỏ thì cũng có mâu thuẫn cá nhân một chút thôi. Vâng. Vì mâu thuẫn mà lại bỏ Chúa thì buồn cười nhé. Thôi chúng ta cộng đoàn tới cầu nguyện nhé. Cầu nguyện cho họ. Nhớ những người đó họ là thuộc con cái Chúa, mình phải cầu nguyện. Để cho, bởi vì chỉ vì mâu thuẫn tí mà bỏ đạo thì đấy là anh em với nhau chứ Chúa có làm gì đâu mà lại phải bỏ Chúa. Chúa luôn tốt lành mà nói thật đấy, Chúa không cho thở là chết luôn đấy. Đấy mà không cảm ơn Chúa, không đi đạo, không biết ơn Chúa. Ngày thường mình phải thở, ngày nào cũng phải thở, lúc nào cũng phải thở. Thế mà không biết ơn Chúa, Chúa ban cho mình có không khí để thở. Chả phải trả đồng nào. Có biết một ngày chúng ta thở hết bao nhiêu lít không khí không? Có biết không? Không, 13.000 lít. 13.000 lít cứ thở ra hít vào ấy. Trăm năm trong cõi người ta ai ai cũng phải thở ra hít vào đúng không? Ấy, lạc hậu như thể nước Lào người ta vẫn phải hít vào thở ra. Xa ta như thể Cuba người ta vẫn phải thở ra hít vào đúng không? Ấy, gần ta như thể Bắc Tàu người ta vẫn phải hít vào thở ra. Đấy, không? Văn minh như thể nước Nga người ta vẫn phải thở ra hít vào. Một ngày là 13.000 lít. Bây giờ cái tính này,
xăng bây giờ đúng con biết bao nhiêu một tiền một lít đấy, xăng bao nhiêu? 23.000, có chỗ thì 180, có chỗ thì 640, tức là 13.500. Đấy, bây giờ không khí chúng ta chỉ lấy 1.000 một lít thôi, Chúa tính 1.000 một lít thôi, 13.000 mà nhân 1.000 bằng bao nhiêu? Đố bạn nào biết đấy? 13.000 nhân 1.000 bằng bao nhiêu? Tính nhanh lên nào, nhanh lên, bằng bao nhiêu? Bằng 13. 13, ôi dồi, 13 triệu ấy hả? Con nhầm nhanh đấy, con vừa nghe cha xứ nhắc đúng không? Cha xứ nhắc 13 triệu. 13 triệu, con cứ phải một ngày con trả cho chú 13 triệu. Lấy tiền đâu ra? Bố con làm đi xây một ngày được bao nhiêu? Bao nhiêu? 300. 300 đi xây đúng không? Xây là 300, phù hộ 250. Mẹ con muốn đi gặt thuê mùa này thì không ai ta gặt thuê, người ta cho có máy gặt rồi. Mẹ không đi gặt thuê nữa. Giờ mẹ đi làm công ty ngày được bao nhiêu? Tháng được 6-7 triệu không? Được ạ. Thì này ngày là được khoảng 250 đúng không? Đấy, thế mà giảm 13 triệu một ngày. Nhà con 4 người là bao nhiêu triệu? Nhà con 4 người, mỗi người 13 triệu. 3, 4, 12. 4, 1 là 4 là 50. 52 triệu. Thế mà có phải trả đồng nào đâu? Có trả đâu, Chúa cho hết rồi nha. Mình đến để tạ ơn Chúa mà không biết ơn Chúa, nó thật là không biết ơn là chết dở luôn. Đấy là chưa đến tính đến chuyện khác, rồi những cái điều khác nữa, rồi nước, rồi là cây cối, rồi là đất đai, toàn của Chúa chứ không có ai đâu mà. Không biết ơn Chúa này, giận nhau tí này, không đi đạo nữa thì chán quá, coi cái đạo nó thường quá. Đạo của mình là đạo cao cả, đạo yêu thương, đạo để được hạnh phúc đời này và đời sau. Thế mà cứ giận nhau đến lúc mà đến giờ chết thì sao? Dầu sào ngục thì chết dở nhé. Không lên nổi cơ. Đấy, nên cố gắng chúng ta cầu nguyện, chúng ta không lên án đâu, nhưng mà chúng ta cầu nguyện nhá. Rồi, số người tham dự thế lễ chứng ngày là năm rồi. Thế nhà thờ này ai giật chuông? Dạ thưa có ông trùng dự. Ông trùng dự ngày giật chuông, ông ấy là công lớn đấy. Khóa thứ ba rồi. Giật chuông đời đời theo phẩm trật Melchizedek. Dạ vâng. Ba ông khóa ấy, giật chuông liền. Ông ấy mà nếu mà Chúa có gọi về là phải đồng tế lớn hết cha nha. Ôi hay. Đấy là một người. Đâu? Ông ngồi trên đấy hả? Ông còn khỏe lắm, yên tâm còn khỏe lắm. Em ông cha thì có phải khác nhé. Nhưng mà giật chuông thực sự nó cực kỳ vất vả. Ngày ba buổi phải đúng giờ. Không thấy nghe tiếng giật chuông ấy, ông ấy lại đi đâu rồi? Không có giật chuông là mọi người lại kêu ca. Nhưng nó như nuôi con thơ vậy. Nào cũng phải nhớ, nhớ đến giờ giật chuông. Tôi đã từng giật chuông nhà xứ tôi biết rồi. Khó khăn lắm. Hôm qua tôi đi giáo họ Cát Nội. Bầu bao nhiêu năm nay. Hôm qua tôi về tôi dâng lễ cho ông bố anh ta. Thế là anh ta cảm động quá. Anh ta nhận trách nhiệm rạch giật chuông. Nhà ngay cạnh nhà thờ. Đấy, bởi vì cái năm vừa rồi con về dạy lễ truyền tin ở giáo họ Cát Nội. Con bảo nhà thờ này mà một ngày không giật chuông 3 lần thì không phải là nhà thờ. Ngày 3 lần mà. Họ bảo không có người. Không người giật chuông thì may quá được rồi. Ông này tối hôm qua chính thức công nhận là ông giật chuông cho nhà thờ. Thế là cả nhà thờ vỗ tay rào 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 rào. Cảm ơn ông ấy. Đấy, phải người giật chuông quan trọng lắm. Rồi, trong con nhà thờ thì ông trùm. Dạ vâng ạ. Thì cũng chỉ có ban chùm chúng con thôi ạ. Vâng, mua được đất như vậy là tốt lắm rồi. Và đây lại ở giáo họ này ấy, mà các bá không thành lập được ban kèn là cũng kém. Dạ. 100 mấy mươi người cơ mà, 146 người ở nhà cơ mà. Có ban ca này, ban trống thì được rồi. Thôi thì các ông cố gắng đánh ban trống vậy. Dâng hoa đầu các em chứ không có người lớn đúng không? Dạ vâng ạ. Đọc các em thôi. Vâng. Thế các bá không dùng hòa hay không là các vâng. Ông lười nhỉ? Dạ vâng. Lười. Lười rồi, vậy là lười rồi. Dạ. Đấy, chỉ các em dâng hoa không chưa đủ. Thế mà không biết là phú giáo có người lớn dâng hoa không ấy nhỉ? 80. Ông bà, thế các ông là không phải con Đức Mẹ đúng không? Các bố bảo thế, các bố phải là con Đức Mẹ không? Ông bảo con là con rể Đức Mẹ. Con rể thì cũng phải dâng hoa mà không có con rể mà không có mẹ vợ thì chết dở luôn nghe nhờ. Đấy,
Thế là cũng có một câu chuyện vui. Một ông cha là tên Thánh Đa Minh, giống tôi với lại cha xứ đây, tên Thánh Đa Minh. Cãi nhau với ông tên Thánh, ông cha tên Thánh là Du Xe. Ông Du Xe đối lý quá, mới bảo là ông Đa Minh sao nữa, ông quỳ bên cạnh vợ tôi. Đấy, Du Xe mà. Đấy, Đức Mẹ là bạn của Thánh Du Xe. Thế bảo ông Đa Minh thì chẳng qua chỉ là quỳ bên cạnh mẹ tôi chứ. Có trên này có không? Có đúng không? Đấy, có cái ảnh rõ xa ấy. Đấy. Thế thì hôm nay về thăm giáo họ Bùi cũng thấy phấn khởi. Chúng ta mua được đất đai nhà thờ. Số người đi lễ ngày Chủ Nhật 100%. Rồi các em Dương Hoa có đi học giáo lý, có một hai gia đình nó chưa được đến nhà thờ thường xuyên. Chúng ta cầu nguyện ở chỗ nào, nơi nào nó cũng có cái đấy. Không phải họ mình đâu, chỗ nào nó cũng có. Thế để làm gì? Chúa để như thế như một thách đố đối với chúng ta, xem có giúp họ không. Nhớ đừng bao giờ loại bỏ. Mà những ông ấy giờ đi thờ khổ cái thế này này, ông mà đi thờ thì mấy bà bảo ấy chắc mài chắc trời mưa. Đừng nhìn họ ấy. Đám người họ muốn đi nhà thờ nhưng vào cứ nhìn trước nhìn sau. Ôi dồi ôi, cốc tía giờ phải ra đây, chắc là mai bão mất chứ chả không đâu. Ví dụ thế là nó sẽ làm cho người ta mắc cảm, không đến nhà thờ được. Thì thôi, xin một lần nữa xin cảm ơn quý cụ ông bà và anh chị em, cảm ơn cha xứ, cảm ơn tất cả mọi người đã dành cho chúng tôi những tình cảm tốt đẹp và những cái báo cáo như vậy để chúng tôi nắm được tình hình và cầu nguyện, cùng hiệp ý cầu nguyện cho giáo họ Bùi này, để lần sau về biết đâu nó lại có ban kèn, nó lại cạnh tranh với nhà xứ nhá. Nó cạnh tranh nhà xứ. Ban kèn lắm, họ lẻ nó ngon hơn nhà xứ đấy. Nó học sau, có khi nó mượn thầy ngon về nó dạy, nó lại thổi lại ngon hơn. Kèn có cả nam lẫn nữ, biết đâu được là 146 người ban kèn nó lại hai tay ba bếp còn chòi gạch cua. Tức là nó vừa thổi kèn xong nó lại ra nó ban ca, xong tí nữa nó lại về nó lại làm ban tiếp tân, nó hội con Đức Mẹ. Nhiều lắm, chứ mà nó ít người thì phải vậy thôi chứ sao. Hôm vừa con về Phương Mai hôm kia đấy cha, con thấy nó vừa thổi kèn nhau, tí nữa nó lại ra ở ban ca, vác kèn vào, xong là vừa hát bài ca hiệp lễ xong, vừa chiêu lễ xong, lại về đây kia thổi kèn. Xong tí nữa vậy, thấy nó về để tiếp tân trong kia rồi. Ây, nên là nhiều việc lắm, phải đảm đang nhiều việc. Phụ nữ Việt Nam là thế, phụ nữ Bùi với lại phú giáo là thế. Rồi, các con cố gắng nhé, cố gắng đi học giáo lý nghe nhờ. Để chúng ta biết về Chúa. Hôm nay cha có quà cho chúng con. Quà chung ấy. Không biết cho con cơm đây không? Chắc có mà. Có được ăn cơm không? Thế thì thôi không cho quà nữa. Quà của cha ấy thì thôi. Nó là cái của hội đồng công một nén. Cha xin mãi từ trong Sài Gòn về cơ. Đó là thạch rau câu. Ấy... Thế còn bạn nào ấy, lát nữa trong thánh lễ trả lời đúng câu hỏi của cha thì sẽ được một tượng lòng Chúa thương xót đẹp ơi đẹp. Tượng lòng Chúa thương xót đấy. Đấy, sau thánh lễ lên đây, lên này, này, chụp ảnh với cha. Cha trao quà đó cho, nghe nhớ. Với điều kiện phải trả lời đúng câu hỏi, nghe nhớ. Đấy, và rồi thì cảm ơn tất cả cộng đoàn. Chúng ta nghỉ giải lao ít phút. Sau đó chúng ta sẽ đi vào, thế mà đã gần 6 giờ rồi đấy. Thế là 6 giờ bắt đầu rước đúng không? 6 giờ được nhá, đúng 6 giờ rước. Bây giờ là kém nghỉ giải lao 5 phút, sau đó chúng ta bước vào thánh lễ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cộng đoàn, một tràng pháo tay. Yeah.